học ở Đài Loan nhưng mà tốt nghiệp ở nước ngoài. Nhưng mà khi tôi cố gắng làm điều đó thì ma quỷ nó đánh tan nát hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa là mục sư đã đến và hỗ trợ tôi ở trên Đà Lạt này. Và tôi đã chứng kiến sự tốt lành của Chúa trên cuộc đời của một sư quý. Cảm ơn Chúa đã sử dụng một sư quý trong buổi sáng này. So once again, we welcome Pastor Quý. Please come and share to us the word of God. Thank you. Cảm ơn Mục Sư Tâm và cảm ơn tất cả mọi người vì một cơ hội có mặt hôm nay. Trước tất cả mọi người, xin giới thiệu mình cũng tên là Quý, là Mục Sư Phát Tiết. Hiện tại ở Phụng Sự Chúa ở Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, và cũng là bạn của Mục Sư Tâm. Mình không biết đây là cái Mục Sư Tâm có quyết định đúng đắn không khi mà mời mình giảng, không biết đó. Ok. Trước khi mình bắt đầu thì mình xin phép mình cầu nguyện trước. Let's pray. Cảm ơn Đức Chúa Cha của chúng con là Cha nhân từ. Cảm ơn Chúa là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài biết suy nghĩ, tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn mà chúng con đã và đang vượt qua, cũng như và những khó khăn trước mắt. Xin Chúa giúp chúng con có được sức mạnh, có được niềm tin và có được hy vọng để chúng con tiếp tục facing forward, đối diện về tương lai. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa dẫn dắt nô tài của Chúa trong việc chia sẻ lời Chúa và tình yêu của Chúa trong hôm nay, trong sự giản dị, trong tình yêu thương và trong sự rõ ràng. Cảm ơn Chúa và con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Revive to face forward. Tỉnh thức để chúng ta nhìn về phía trước, nhìn về tương lai của chúng ta. Now, sáng nay thì tôi chỉ giảng về 6 điều đơn giản thôi. Redetermine the goal, enumerate the cause, value the goal and inhale the failure, validate the work and expand the right and blessed future. Ok, now, điều đầu tiên chúng tôi muốn nói đến mọi người đó chính là chúng ta cần phải xác định lại mục tiêu. Mục tiêu của việc học tập của con cái của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta, nếu mục tiêu của con cái chúng ta mai mốt là trở nên giàu có giống như Jack Ma, Bill Gates hay là Warren Buffett hay những người giàu có này, thì tôi khuyên các anh chị thật tình nha, đi tìm mấy người này mà học. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế của chúng ta. Những cái trường, ví dụ như những trường Athena, những trường quốc tế, những giáo viên lãnh lương từ mức tầm lương cao trở lên. Còn giáo viên của chúng ta lương thấp xuống chạy xuống. Mà bây giờ chúng ta muốn cho con chúng ta được mai mốt được lương cao, thì chúng ta đi tìm những người mà có lương, đồng lương cao á, đồng lương tỷ á, để tìm mấy người đó mà học. Mục tiêu của chúng ta học là gì? Để làm cho con mạnh dạn, để làm cho con giỏi thành toán, là tự đánh giá bản thân. Đây là những thứ mà tìm ở trên mạng này, đó là những mục tiêu cá nhân. Mục tiêu có nhiều người nói mục tiêu là làm sao học để làm sao mà mai mốt nó có thể tự học được, thiết lập được thời gian học được, hoặc là nó có thể tự tìm kiếm thông tin được và tự sàng lọc những cái thông tin mà nó học được, hoặc là tự đặt ra mục tiêu self determination, hay là tự đặt ra những cái mục tiêu mà có thể vươn tới được và loại bỏ được những cái distraction, những cái cản trở để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà thực sự tôi nói với mọi người, mục tiêu của việc học là dạy cho trẻ sự kính sợ. Vì tôi là mục sư cho nên Kinh Thánh nói thế này trong Proverbs 9:10: sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy mới là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó chính là sự thông sáng.
kính sợ Đức Chúa Trời, kính sợ cha mẹ, kính sợ thầy cô, kính sợ quốc gia mà mình đang đến đến. Đó chính là mục tiêu đầu tiên của một người tin Chúa, chứ không phải là kiến thức. Mục tiêu đó chính là thay đổi trái tim của một con người. Cái thái độ của chúng ta, cái trái tim của chúng ta. Tiếp theo, để chúng ta có đạt được mục tiêu đó thì chúng ta phải trả giá. Trả giá từ giáo viên, trả giá từ nhân viên, trả giá từ phụ huynh và trả giá từ những học sinh. Nè, mình đã trả giá trước về giáo viên và nhân viên của nhà trường. Mình cứ suy nghĩ trên thế gian là giống như mình kỳ vọng có hai con đường để đi, đi theo Chúa hoặc là đi theo thế gian. Giống như vậy à. Nhưng mà kỳ thực tế thì không giống như vậy. Đi theo thế gian thì nó rộng, nhưng mà đường đi theo Chúa thì nó hẹp. Đó là thực tế. Chứ không phải hai con đường giống như vậy, to vậy đâu. Kinh Thánh viết thế này. Không có tiếng Việt à? Hãy vào cái cửa hẹp, enter the straight gate. Bởi vì cái cửa rộng á và con đường rộng á sẽ dẫn đến cái sự hủy diệt. Và những nhiều người sẽ đi vào đó lắm. Nhưng mà cái con đường hẹp, con đường nhỏ sẽ dẫn đến sự sống. Rất nhiều người, trường quốc tế vòng đây rất nhiều. Nhưng mà trường đó là trường thuộc về thế gian. Còn trường về dành cho những người tin Chúa là trường rất ít. Và con người trong đó rất ít. Đó chính là thực tế. Và chính vì thực tế đó, cho nên về thời giáo viên và nhân viên, mình sẽ ít học sinh hơn. Ít học sinh hơn thì đương nhiên sẽ ít tiền hơn. Cái phòng ở sẽ ít hơn. Ai biết được cái phòng của cô Mom Ray rộng bao lớn? Các chị có bao giờ mà biết là giáo viên của trường quốc tế mà có khi ngủ ở trong cái phòng lớp học luôn không? Ít sự tiện nghi hơn, ít sự chú ý hơn. Nhưng các chị chú ý nè, công việc vĩ đại hơn và công việc lớn hơn. Vì nó thay đổi một con người, một trái tim của một con người hướng về Đức Chúa Trời. Trường Cơ Đốc, Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chính là trọng tâm của chúng ta. Chúa Giêsu nói: "Teaching them to observe all things." Hãy dạy họ, dạy những đứa trẻ này tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Rồi, không những về giáo viên và nhân viên chịu những khó khăn mà cả gia đình nữa. Giáo dục của một người Cơ Đốc bắt đầu tại gia đình. Giáo dục của một nền Cơ Đốc nhân không phải tại trường, không phải cứ giao hết cho trường, giao hết cho nhân viên, giao hết cho mục sư. Không, bắt đầu của một người Cơ Đốc tại trường. Phục truyền Tục Lời Ký đoạn 6 câu 7 nói thế này: "And thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou rise up." Các em cần dạy dỗ điều đó cho các con cái ngươi. Phải nói đến khi các ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi các ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc các ngươi nằm, hay là khi các ngươi trỗi dậy. Đây là điều răn dành cho ba mẹ. Ở trong nhà, khi ngủ, khi nằm, khi dậy. Và cũng phải viết các điều đó trên cột nhà và trước cửa các người. Vậy thì Chúa cũng chính là người nói với Abraham. God spoke to Abraham. "For I know," vì ta biết, "ông Abraham will command his children," sẽ dạy dỗ con cái của mình, "and his household after him," và cả gia đình mình theo con đường mà cái sự công bình và sự công nghĩa của ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy. So, vì vậy cho nên nền giáo dục Cơ Đốc là nền giáo dục bắt đầu tại nhà, và người ba mẹ phải là người ví dụ, làm điển hình cho con về lời nói và trong hành động. Now, all things, now, "in all things showing thyself a pattern of good works," Titus 2:7. So, setting example, xây dựng một ví dụ cho con. Ví dụ về sự sạch sẽ, ba mẹ phải ở sạch sẽ thì con mới sạch sẽ. Ví dụ về sự thánh khiết, phải đọc Kinh Thánh, phải học Kinh Thánh hàng ngày thì con nó mới chịu học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh. Không uống rượu,
không hút thuốc, không nói những điều xấu. Trong ba mẹ chúng ta, nói thật, chúng ta có làm chứng, có làm ví dụ điển hình, có làm tấm gương cho con mình trong cái việc học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh không? Ba mẹ chúng ta có tự tin nói rằng tôi là ví dụ cho con tôi là một người, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không nói lời xấu. Nếu chúng ta muốn con cái chúng ta làm tốt, trở thành người tốt, tốt trong công việc, tốt trong lời nói, tốt trong cử chỉ, tốt trong việc từ thiện, tốt trong tinh thần, tốt trong đức tin, tốt trong sự thánh khiết, thì chúng ta phải sacrifice, chúng ta phải hy sinh một cái gì đó vì cớ của con cái chúng ta. Ba mẹ chúng ta phải hy sinh một cái gì đó vì cớ của con cái chúng ta. But immediately the cost về cả kể và học sinh nữa. So we choose not to study in big school, but we study in a small school. Of course, for a smaller place, smaller playground, more strict, less place, less talking, less running in the class. Đó là cái giá phải trả khi chúng ta đi theo Chúa. Phải học sinh, học ở trường, những trường kia thì cái sân chơi nó rộng, được đi chơi chỗ này, được đi chơi cái sân quá chừng rộng, cái lớp quá chừng rộng. Còn đây cái sân nó nhỏ chút xíu, chỗ này nhỏ chút xíu, cái lớp học nhỏ chút xíu, mà lại khó khăn hơn, lại nghiêm khắc hơn nữa. Nhưng cái đó chính là cái giá phải trả để chúng ta theo Chúa. Right? Smaller room, right? Now, value the call. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta đi theo con đường của Chúa? Vâng, khó khăn, trở ngại sẽ nổi lên. Và nếu chúng ta đặt cái khó khăn, trở ngại của chúng ta lên bàn cân, và ở bên kia là mục tiêu của chúng ta, nếu như khó khăn của chúng ta nặng hơn thì chúng ta sẽ từ bỏ. Nhưng nếu mục tiêu của chúng ta nặng hơn, mục tiêu của chúng ta cao quý hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục. Mục tiêu đó là gì? Dạy con trẻ bước theo đường lối mà nó phải đi. Khi nó về già, nó sẽ không từ bỏ những điều đó. Mục tiêu đó là giúp cho những con cái chúng ta bước đi theo con đường thánh khiết của Chúa. James 1:6. But let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Những người có đức tin hãy cầu nguyện. Cầu nguyện trong đức tin, không rúng động. Bởi vì những người mà rúng động thì giống như sóng biển đẩy lên dập dồn, và những người như vậy sẽ không nhận được gì. A double-minded man is unstable in his ways. Những kẻ mà hai lòng, hai đường đi thì sẽ không bao giờ kiên định trong con đường của mình. Inhale the failure. Có một cái câu chuyện thế này. Ông thầy giáo hỏi học trò: học trò, theo con thì mục đích của cái thắng là gì? Nhiều người học trò nói: dạ cái thắng là để dừng chiếc xe, dạ cái thắng là làm cho xe chậm lại. Ông thầy cũng nói: không, cái thắng là để làm cho xe chạy nhanh hơn. Bây giờ ra cái xe, hai xe chạy, xe con không thắng, xe thầy có thắng, đố con dám chạy nhanh được. Đôi lúc những khó khăn trong cuộc sống đến với chúng ta, chúng ta nhìn vào nó ở phương diện nào? Đôi lúc chúng ta nén, giống như nén cái lò xo, Chúa nén chúng ta xuống để chúng ta được mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy nhìn vào cái vấn đề của chúng ta theo phương diện của Chúa. Isaiah đoạn 53, đoạn 50 câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời xét đón, Đức Chúa Trời rebuke the Israel. Đức Chúa Trời sửa phạt những người dân Do Thái, không phải để làm cho họ làm đau hơn, làm cho họ dẹp xuống, mà Đức Chúa Trời làm cho họ, để cho họ bring them back to God. When we experience spanking, we know that our parents love us. Khi mà chúng ta bị đánh đòn, không phải là ba mẹ đánh đòn vì ba mẹ vui, ba mẹ đánh đòn để cho con khóc, ba mẹ đánh đòn để cho con đau, mà ba mẹ đánh đòn vì ba mẹ yêu thương các con. Chúa, khi Chúa làm cho chúng ta những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống, không phải mục đích của Ngài là để làm cho chúng ta buồn,
nhưng để làm cho chúng ta hạnh phúc bởi vì Ngài yêu chúng ta. Và chúng ta có sự tự tin trong tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta bị đánh đòn, chúng ta biết rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Nếu cuộc sống của chúng ta cứ nhẹ nhàng, mà khi chúng ta phạm lỗi mà không ai đánh đòn, không ai la hết, thì hãy cẩn thận. Hebrews 12:6, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Hebrews 12:6. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? So brethren, James 1:3-4. My brethren, I count it all joy. Tôi xem đó là sự vui mừng khi mọi người gặp khó khăn thử thách. Bởi vì chỉ khi có khó khăn thử thách, chúng ta mới có được sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn nó mới có công việc hoàn hảo. Và hoàn hảo đến độ chúng ta không cần muốn gì thêm nữa. Hỡi anh em hãy coi sự sách thử thách trong bề hoặc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Tôi biết trường chúng ta qua rất nhiều những khó khăn trong năm qua. Tôi không biết là khó khăn gì, nhưng tôi biết gặp khó khăn. Nhưng mà Kinh Thánh chép thế này: hãy coi sự thử thách trăm bề hoặc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì sự thử thách đó nó sinh ra đức tin, sinh ra sự nhẫn nhục. Number 5, validate the work. What I have achieved after a year. Một năm học xong rồi, chúng ta được cái gì? Ở thế gian thì năm học xong là tổng kết được gì? Được kiến thức thôi chứ được gì đâu. Được cái đầu to lên miếng. Đúng không? The Lord has given me a tongue of the learned. Đức Chúa Trời đã cho ta một cái lưỡi đã được học. Lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng nó để nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đã đánh thức tay của ta. Một năm qua chúng ta học được gì? Mắt tay chúng ta được mở ra, mắt chúng ta được mở ra, lòng chúng ta được mở ra, lưỡi chúng ta được học. Mọi trang sách của chúng ta đều mở mắt của chúng ta về thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Number 6 and the last. Expand the bright and blessed future. Jeremiah 29:11, và mình kết thúc ở đây. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được trông cậy sự trong lúc cuối cùng của mình. Ý tưởng của ta đối với các ngươi là ý tưởng bình an. The bright and blessed future is open to us if we follow the Lord. Nếu một người nói là nếu như chúng ta làm, chúng ta kiếm tiền, chúng ta xây nhà, chúng ta mua xe hơi, chúng ta ăn thức ăn tốt, chúng ta không có sống sự sống của mình, mà chúng ta chỉ đang xài sự sống đó thôi. Nếu chúng ta làm việc mà chúng ta thay đổi đời sống của một ai đó, thì chúng ta mới thực sự sống. Những người giáo dục là những người thay đổi tương lai của những người khác. Teachers and parents, phụ huynh và giáo viên được sử dụng bởi Đức Chúa Trời đã thay đổi đời sống của những người khác. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục làm việc đối diện về tương lai, bởi vì đấng mà bắt đầu một công việc tốt trong anh em có khả năng sẽ làm điều đó cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Being confident in this very end, He which has begun a good works in you will perform it until the day of Jesus Christ. Facing revive to face forward. Chúng ta hãy xem lại để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta đối diện tương lai của những ngày sắp tới. Hy vọng rằng Chúa ở cùng tất cả chúng ta, tất cả các anh chị em. Và tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các em, và hy vọng tất cả các em sẽ tiếp tục, cũng như quý phụ huynh sẽ tiếp tục tin tưởng vào trường, tin tưởng vào Đức Chúa Trời của chúng ta, để chúng ta tiếp tục công việc. Congratulations.
Thank you, Sir Ezekiel. With the message from the school to new graduates, we have this call of dear principal, Ms. Kalakayan. Good morning, dear faculty, staff, family, friends, and graduates. It is an honor to be speaking with you here today, graduates of the class of 2023. Congratulations.